Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn, đây là cái lò xo piano sợi 1.6. Đó thì cái lò xo piano trên thị trường ấy, các bạn sẽ bắt gặp được là có hai ba người bán. Đó thì hoặc là nhiều hơn. Nhưng mà các bạn nhớ là nó không giống nhau. Đó, nó không giống nhau. Hàng của mình khác hàng của người khác. Thế nên là các bạn đừng nghĩ theo kiểu là à hàng của ông này cũng giống của ông kia. Không phải các bạn nhé. Đấy, đây là mình làm theo thông số của mình và mình ra các thông số dựa trên chính những nhu cầu chơi của tất cả anh em hiện tại. Đấy, ai làm ra một cái thông số gì đó cũng phải có một cái gọi là quan điểm, thì mình dựa xuất phát chính từ cái cách chơi của mọi anh em hiện tại. Đấy, thế thì mình ra rất nhiều các phiên bản so, mà các bạn để ý thấy là bây giờ một số người ấy, một số bác ấy, cũng mình không nói là bắt chước nhưng mà cũng gọi là cập nhật theo, đó là cũng phải làm nhiều các cái dạng thông số khác nhau để nó phù hợp. Chứ còn trước đây nó chỉ có 5.5 và 6.35 thế thôi, ông chơi 5.5 thì đưa cái 5.5 đấy, còn là 1.6, còn ông chơi cái 6.35 thì đưa cho ông 1.8, nó rất là khó chơi kiểu như thế ấy. Thế thì bây giờ một số bác chơi 6.35 nhưng lại độ chế thì chỉ cần con 1.6 đã đạt. Rồi nhiều bác chơi 5.5 nhưng đôi khi lại phải con 1.8 nó mới đủ lực. Đấy, thế nên là nó rất là vô và bến. Thì đây mình giới thiệu các bạn, đây là con piano 1.6. Nó phù hợp chơi với cái khoảng áp. Cái khoảng áp là từ khoảng tầm 100 cho đến khoảng 120, 125 gì đó quay đầu. Được chưa? Thế thì nói như vậy ở đây thì không phải tất cả ai trong cái khoảng đó đều chơi ok. Có những người chơi thì có thể là, tức là những cái người trường hợp đặc biệt đấy, có thể thấy hơi yếu. Đấy, có thể thấy hơi mạnh. Ví dụ bạn anh chơi áp có 110 nhưng mà chơi con này thấy yếu quá chú ạ. Đấy, có những người bạn anh chơi áp 120 nhưng thấy con này chơi mạnh quá cũng có. Đấy, bởi vì nó còn phụ thuộc vào con van này. Con van này của mọi người nó như thế nào, cái cành cái kia nó như thế nào. Đấy, đôi khi cái cành nó quá nhạy cảm, nó không thể chơi được cái áp, nói là à cái tốc ấy, nói là cao nó cũng không phải, nhưng mà bằng đại trà với người khác đi. Đấy, nó không chơi được, nó phải chơi thấp hơn, thì đương nhiên những con như này sẽ lại hơi mạnh. Đó. Thế nên là nó chỉ là con số tương đối, là các bác nào mà chơi áp khoảng tầm 120 đấy, 100 cho đến khoảng 120. Đấy, áp 100 120 thì các bác liên hệ với mình, thì các bác lấy con piano 1.6 này là rất là hợp lý. Đấy, bước xoắn rồi mọi thứ của nó được trải tôi qua rất nhiều lần thử nghiệm. Các bác yên tâm mà chơi. Đấy, và nhớ là có bảo hành nhá. Chào các bác.